Máu thì nó rất là cao cô ạ. Thì bây giờ nó gần như là nó về cái chỉ số bình thường rồi đây cô này. Vâng. Đấy, cô thấy sức khỏe của mình thế nào? Tốt không cô? Cô thấy tốt. Vâng ạ. Có tiến triển. Đi làm thì phải có tiến triển. Làm thì cứ lại thì nhẹ nhàng hơn đúng không? Đấy. Và dễ chịu hơn nhiều. Nhỏ ấy. Đấy, mặc cái như máy như là rộng rồi đây này. Hôm đầu tiên cô qua bên con, cô mặc cái máy này nó rất là rộng nhá. Bây giờ cũng có bóp vào được rất là nhiều này đấy. Sơ sơ mỗi thủ của cô đã giảm được 10 phần đấy cô ạ. Đấy, bây giờ rộng này nó đây này. Mà cái điểm gì của mình nó vẫn còn chưa hết đâu cô nhá. Cô vẫn còn quay con thử thêm 1, 2 buổi nữa chị ấy tụt gì đâu. Đây, thêm nữa cô ạ. Đấy, cô cố gắng. Chỉ số từ, chỉ số cholesterol đều giảm. Chú ở nhà chú vào học. Và đi làm cái gì mà giờ trông xinh thế? Và tôi đi làm ba đi. Tôi đi làm các cái liệu trình để cho nó có sức khỏe. Đây nhé cô nhé, đây mới là chỉ số về máu, về mỡ thôi. Bây giờ con đưa cho cô xem cái chỉ số về cái số đo mà hôm đầu tiên cô con đi đo nhé cô nhé. Đây cô này, hôm đầu tiên cô qua bên con ngày 5 tháng 4 thì tất cả các vòng đo của cô là 9, 95, 93 và 82. Và đến ngày 20 tháng 4 cô qua bên con đo lại cho cô thì nó chỉ còn 88, 84 và 76. Vâng ạ, tất cả các cái vòng của cô đều giảm rất là nhiều, trung bình nó rơi vào 20 cm trên 3 vòng. Vâng ạ, nó lọc cả váy, thích cả váy về phải chỉnh lại đúng không? Cô Linh chào cô, hôm nay là báo kết quả của cô qua bên cho cô. Đây cô có kết quả từ đây. Vâng. Đây là trên, cô đi khám xong là cô phải mang đi luôn. Con nhìn thấy cô bước vào cái là con phải đi ra tìm ngay cái iPad để lấy cái hình tư liệu của cô. Giới thiệu với mọi người đây nhá, đây là trường hợp của cô Liên này. Thì trước đây thì cô Liên có đến Bali giảm béo và cái lúc đó thì cô Liên là 61 tuổi rồi cô nhỉ. Đấy, 61 tuổi thì cái tình trạng của mình là mình vừa có tích mỡ rất là dày ở vùng bụng này, có cả giãn da và thêm nữa là mình còn bị tiểu đường theo cái chỉ số là 6.5 đúng không? Hôm nay thì vừa xong kết quả là nó về bao nhiêu rồi hả cô? Về đúng ngưỡng luôn này này. Đúng ngưỡng là 5 con xem 5.3. 5.2. À 5 chấm dưới 5.2 đúng không? 5 chấm ạ. Vâng. Đó, thế thì con thấy giờ so với cả cái lúc trước đây là cái chỉ số của mình là nó rất là ổn rồi đúng không cô? Rất là ổn. Rất là ổn rồi. Đi lại nhẹ nhàng. Cô chỉ muốn dạy cho bọn con xem là đến hôm nay là 2 ngày thứ 20 rồi cô nhỉ? 20 ngày rồi đấy, 20 ngày thì con thấy là... Trước thì rộng, rồi, bây giờ là nó eo này. Đây, mọi người có thể nhìn cái hình ảnh trước của cô với cái hình ảnh hiện tại bây giờ. Thì như thế, bây giờ cô như này đây. Con đầu tiên cô liên qua thì cái lúc sẽ đang lên chính xác một chút xíu đó cho có thể khách hàng có thể nhìn thấy ạ. Đây này, bụng của cô thì cái bụng dưới của cô rất là to này. Cộng thêm vào đó thì da bụng của cô nó trùng, nó nhăn. Cô Liên thì và hai không bên phải eo. Là béo, cô nhỏ cô là chỉ có to cái phần bụng ấy. Nhưng mà phần bụng thôi. Cũng rất là bất ngờ vì sao khi mà mình lại đi khám mà ở cái tình trạng mà sức khỏe của mình nhìn cô chia sẻ là công việc kinh doanh online cô nhỉ? Đúng rồi. Đấy, mà nhìn trông người rất là bình thường mà cuối cùng lại bị tiểu đường đúng không? Đấy thì cái chỉ số tiểu đường của cô là giảm từ 6.5 về còn 5.5 đúng không cô? Không biết là cái cảm giác của cô hiện tại thì nó như thế nào? Nó rất là phấn khởi. Phấn khởi vì cái công việc bận như thế mà mình cố gắng một chút thời gian đi để mình làm được các cái điều chỉnh ấy. Thế mà nó có giảm sút đi mình là rất là phấn khởi. Đi lại nó nhẹ nhàng rồi. Đấy. Riêng với cả cái tình trạng bệnh lý mà giống như là quý vị khách hàng giống như cô Liên đây ấy, thì đối với cả giảm mỡ thì nó không chỉ là đào thải mỡ không mà nó còn sẽ giúp là cải thiện cái chỉ số về sức khỏe cô ạ. Sẽ trở về cái ngưỡng an toàn và cam kết của thẩm mỹ quốc tế Bali cho các vị khách hàng là sẽ cam kết về cái chỉ số sức khỏe nha mọi người nhá.
Nhưng mà hôm nay thì con thấy cô mặc cái váy này cũng đẹp lắm rồi cô ạ. Mà còn hơi rộng một chút xíu nữa. Thì không biết là hiện tại là cân nặng của mình là bao nhiêu cân không? Hiện tại bây giờ nó còn độ hơn 50 cân thôi. Hơn 50 à? Hơn 50 thế thì chút xíu nữa mà cô lên làm buổi dưỡng thì bọn con sẽ cân đo lại chính xác cho cô nhá. Cố gắng lên 50 cân thôi. Cố gắng lên 50 cân thôi và quần áo là cố gắng là từ size L về đến size M thôi. M đấy. Hồi trước cô toàn đấy. M thôi. Cô con thấy là cái phần eo của mình nó rộng không nhỉ? Rộng. Đấy, con thấy rộng nhiều rồi chứ. Rộng nhiều rồi. Thế về chú có bảo là sao vợ mà gì mà đẹp thế không? Có khen. Và đi làm là phải đẹp chứ còn đi làm không đẹp thì là xấu thì làm gì? Vâng. Đúng không? Đấy. Thì con cảm ơn cô rất là nhiều vì theo như cái lời hứa là cô đã quay trở lại Thẩm mỹ quốc tế Bali để cập nhật cho tất cả các quý vị khách hàng cùng được xem cái kết quả về cái chỉ số sức khỏe của mình cũng như là chiêm ngưỡng cô trong cái diện mạo mới hơn và trẻ trung hơn. Nếu mọi người còn thắc mắc về công nghệ giảm béo một lần như cô xin minh tại Thẩm mỹ quốc tế Bali